bọn sư thân ân ca mâu ni phật nam mô bổn sư thân ân ca mâu ni phật. Dạ xin mời quý vị ngồi xuống. Cái giờ trước mình đã học về ngài A Nan, cái đoạn ngài A Nan chấp thơ chấp tâm ở ngoài thân quán mà thì khi đó chúng tôi đã thưa với quý vị là về Đức Phật hỏi về cái là một vị tỳ kheo khất thực về rồi ăn no thì các vị khác có no không, phải không? Xong rồi thì ngài A Nan nói là một dù là A La Hán thì một vị ăn thì các vị kia cũng không no được, vì vì hai cơ thể khác nhau, vì các cơ thể khác nhau thì không thể nào người này ăn một người khác no được. Thì đến giai đoạn cái đoạn tiếp theo thì đoạn tiếp theo thì Đức Phật mới nói với ngài A Nan là nếu thì cũng giống như vậy thôi, nếu cái tâm hay biết của ông A Nan thật sự là ở ngoài thân thì thân và tâm hai cái nó tách biệt ra, phải không? Ngài A Nan nói là hai cái nó tách biệt nhau, hai cái không dính líu gì tới nhau hết, thì cái gì tâm biết thì thân không thể biết, phải không? Rõ ràng cái này dễ hiểu, và ngược lại cái gì thân biết thì tâm không thể biết được, vì ông ngài A Nan nói là hai gì đó tâm ở ngoài, phải không? Thì cái này nó quá rõ ràng rồi. Rồi cho nên cũng giống như Đức Phật ví hai người khác nhau thì không thể nào. Đây mới dính líu tới cái chuyện mà tại sao Đức Phật lại nói là người các vị tỳ kheo khất thực về rồi một người ăn no thì người kia có no hay không. Thì lấy cái dụng ý của ngài hỏi cái việc đó là để đưa vô cái chỗ này. Chỗ này là để cũng giống như thân tâm khác nhau không dính líu gì nhau thì cái gì thân biết tâm không biết, cái gì tâm biết thân không biết là vì hai cái nó không phải dính dáng với nhau. Cũng giống như các vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo khác nhau không có liên quan gì tới nhau hết thì người này ăn người kia không thể nào no được, là mục đích của Đức Phật khi hỏi các vị tỳ kheo là như vậy. Thì ở đây rồi đoạn tiếp theo đoạn là, thì bây giờ cái đoạn là giờ ta Đức Phật mới trách nhiệm liền rõ ràng và có một cái hành động chứng minh cho đại chúng và ông A Nan thấy rõ ràng là không có không, mà cái chuyện đó là không có thân với tâm không thể nào có là cái tâm ở ngoài thân được, nhưng mà Đức Phật cũng làm một cái hành động để cho đại chúng với ngài A Nan thấy rõ. Đức Phật đưa cái tay Đô La Mia sờ trên đầu đó đưa lên cho ông A Nan xem, thì Đức Phật mới hỏi là khi mà mắt của ông thấy thì tâm ông có biết hay không. Thì tôn giả A Nan trả lời là nếu thân với dạ bạch Đức Thế Tôn thì rõ ràng, thì khi ngài đưa cái bàn tay lên thì mắt thấy thì tâm ông liền biết đó là bàn tay của Phật liền. Thì rõ ràng là Đức Phật chứng minh cho ông A Nan rõ ràng thì không thể nào tâm nó ở ngoài thân được, vì ở ngoài thân thì thân biết tâm không biết, mà đây thân biết và tâm cùng biết một lúc, phải không? Thì cái lý thuyết của ông A Nan đưa ra là tâm ở ngoài thân không là việc đó là không đúng, không thể nào có được cái chuyện đó được. Rồi ở chỗ này thì các vị biết Đô La Miên, tôi chỉ Đô La Miên là gì không ạ? Tay Đô La Miên, tay Đô La Miên là tay gì các vị biết không? Không biết thì thôi để nói cho các vị biết luôn ha. Cánh tay Đô La Miên, La Miên, Đô La là một cái loại cây, cái loại cây mà và để cái cây đô la này dùng để làm ra một cái loại tơ lụa của bên Ấn Độ. Thì cái đô la, cái cây đô la miên này là một loại bông vải rất là mềm mịn, mát,
lạnh, giống như là một loại tơ lụa quý nhất của Ấn Độ của thời đó, mà nó có cái chất, nó có cái tính chất là mềm mịn, là cái người dùng họ rất là thích. Thì cái tay Đâu La Miên là vì các ngón tay của Đức Phật á, mềm mịn và láng và mát dịu mềm mại như vậy, cho nên mới ví cái tay của Phật như là cái cây Đâu La Miên như vậy. Cho nên mới đây mới nói là tay Đâu La Miên của Đức Phật. Thì trong 32 tướng tốt của Phật á, là có cái tướng tốt này nè. Là mà các vị có nhớ là tại sao có bàn tay mềm mịn không? Cái nhân nào để có quả được với cái tay mềm như vậy không? Có hiếu với cha mẹ. Cái người đó cho nên mới nói là luôn tiện giới thiệu cái từ Đâu La Miên vô đây cho quý vị hiểu luôn. Tay Đâu La Miên của Đức Phật. Đó. Thì chữ Đâu, chữ La, chữ Miên theo phiên âm theo tiếng Việt luôn, Đâu La Miên luôn. Đâu La Miên cái này trong giới tỳ kheo của cũng có, của cô cũng có đó đó. Cấm không được xài những cái vải làm bằng Đâu La Miên. Tại vì nó cao sang quá cho nên trong giới của cô có đó. Cô nhờ. Rồi. Thì cái mà ngài Anna nói chắc tâm ở ngoài thân thì xong rồi ha, mình cho qua được rồi chứ gì. Rồi. Thì cái tiếp theo là ngài Anna chắc tâm núp sau con mắt. Rồi, cái các vị tìm ra cái chỗ chắc tâm núp sau con mắt chưa ạ? Rồi thì cái đoạn đầu tiên này. Đoạn đầu tiên các vị thấy tôn giả Anna mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn như lời Phật dạy, vì không thấy bên trong nên tâm chẳng ở trong thân, vì thân tâm cùng biết không thể rời nhau nên tâm cũng chẳng ở ngoài thân. Nên cô suy nghĩ biết tâm ở một chỗ, thì Đức Phật mới hỏi vậy thì ông biết ở chỗ nào? Thì ông mới trả lời dạ. Đó, các vị thấy cuộc đối thoại giữa thầy trò nhau rất là thân gần, giống như là thầy trò bình thường. Mình mới thấy không phải có một cái khoảng cách mà như là mình cứ nghĩ là Phật là một bậc mà coi như là mình với không tới, nhìn không lên. Nhưng mà thầy rõ ràng giữa cuộc đối thoại giữa thầy và trò, cái tình thầy trò ấy là rất là gần gũi, như là những rất là bình thường. Nhưng cái bình thường ở của Đức Phật, ở trong một người siêu vượt, thấy rất quý đó. Đó, các vị thấy rõ ràng Đức Phật rất là, nó ông hỏi vậy thì ông thấy ở chỗ nào, thì ngài Anan mới bạch Thế Tôn và cái tâm hay biết này đã không biết bên trong mà là thấy những thứ bên ngoài, cho nên theo ý con suy nghĩ thì nó núp sau con mắt. Thì bây giờ sao núp sau con mắt? Tại vì là bây giờ nếu ở bên ngoài thì là ở ngoài thân Đức Phật cũng bát rồi, mà nói ở trong thân thì ở trong sân, tại sao lại không thấy trong thân? Thì nó phải ở một chỗ nào ở trên thân để nó vượt, để nó không bị Đức Phật bẻ qua hai cái đó, phải không? Thì giờ mà có cái là giờ nó lúc sau mắt thôi, chứ giờ cái chỗ nào nữa đâu, phải không? Là nó ở trên thân, nhưng mà tại lúc sau con mắt thì nó không có thấy ở trong thân được, phải không? Mà nó cũng phải ở ngoài, cho nên nó cũng phải là ở ngoài thân, cho nên có một cái là chỉ có lúc sau con mắt thôi, chỉ có một cái thì đó, ngài mới đưa ra một cái là giờ núp sau con mắt thôi. Thì ngài nghĩ là giống như kiểu như là cái chén lưu ly kỳ xưa cũng có mắt kính, thì cái chén lưu ly là các vị biết lưu ly là nó trong suốt như pha lê vậy đó. Thì giờ úp lên thì vẫn con mắt vẫn thấy bình thường, thì bây giờ giống như mình có cái kiến vậy thôi. Thì ổng nói là giờ cái con mắt cái tâm nó núp sau cái kiến của mình, thì rõ ràng vì núp sau cái kiến cho nên nhìn ra ngoài vẫn thấy ngoài, nhưng núp sau cái kiến thì
nó cũng ở trên thân rồi đó, nhưng mà nó lại không có thấy ở bên trong được, cho nên ổng nghĩ là thôi chỉ có núp sau con mắt thôi, có vị trí đó là thôi à. Thì theo lý luận của ngài là như vậy, để mong cho Đức Phật đừng có bắt, thế phải không? Nghĩ là suy nghĩ của mình vậy là mới đúng. À, đúng, nhưng mà thì cũng không đúng, là tại vì ông cứ lấy từ đầu tiên tôi đã thưa với quý vị rồi, Đức Phật muốn hỏi cái tâm khác kìa, cái chân tâm của mình thôi, nhưng mà vì ngài A Nan chưa chứng được chân tâm cho nên ngài chỉ lấy những cái tâm bình thường của một con người á. Yêu ghét mừng giận thương lo, hay là cái thấy cái nhãn thức ra để nói, cho nên không đúng với ý của Đức Phật. Cho nên giờ Đức Phật cái gì ông đưa ra Đức Phật cũng bác hết, bác để cho ông A Nan thấy rõ là cái tâm đó nó không thật, nó là giả, để cho ông bỏ đi. Thì ở đây Đức Phật ngay cái ví dụ đầu tiên, Đức Phật bẻ ngay cái ví dụ của ngài A Nan liền. Theo ví dụ của ông á, thì nếu mà tâm lúc sau con mắt á, thật là nó lúc sau con mắt, thì giống như cái người mang kính, khi thấy ngoại cảnh ở bên ngoài cũng là thấy cái kính, phải không? Nhưng mà cái tâm á, đây cái tâm á, thì nó không có thấy được con mắt. Các vị hiểu hiểu ý Đức Phật không ạ? Thì đã nói nếu người mang kính á, thì khi thấy ngoại cảnh á, thì giống như khi tôi mang kính, tôi thấy cái ngoại cảnh là bông hoa, thì tôi phải thấy cái kính của tôi, phải không? Thì nếu cái tâm đó núp sau con mắt, nếu cái tâm núp sau con mắt cũng giống như cái con mắt núp sau cái kính, phải không? Thì cái tâm đó nếu cứ thấy ngoại cảnh bên ngoài thì phải thấy con mắt nữa chứ. Các vị nắm cái chỗ này không? Tôi thấy dễ mà, phải không? Thì nhưng mà trái lại thì cái tâm không thấy con mắt, cho nên cái tâm đó không thể nào nó núp sau con mắt được. Nếu nó núp sau con mắt thì nó phải thấy con mắt, nhưng mà nó lại không thấy con mắt, mà lại là thì nó không thể nào núp sau con mắt được. Cái tâm không thể nào núp sau con mắt được, như là cái con mắt núp sau cái kính được, phải không ạ? Và ở đây Đức Phật đưa ra hai trường hợp và ngài phân tích này, hai cái giả định để ngài phân tích. Một cái giả định đầu tiên, nếu tâm núp sau con mắt thì phải thấy được mắt, như người mang kính phải thấy được cái kính, nhưng mà tâm á, chẳng thấy được mắt thì tâm chẳng phải núp sau con mắt như con mắt núp sau cái chén lưu ly hay sau cái kính, là cái đó hồi nãy tôi mới thưa rồi, phải không? Còn trường hợp thứ hai để Đức Phật bác nè, nếu thấy được mặt, ví dụ đi, ví dụ cái tâm đó thấy được con mắt đi, phải không? Cái tâm thấy được con mắt thì con mắt đồng với cảnh bị thấy, phải không? Thì như vậy không thể thành nghĩa tùy thấy. Cái chỗ này các vị hiểu không? Các tùy thấy. Nếu cái này Đức Phật lại đưa ra này, nếu cái tâm thấy được con mắt, phải không? Cái tâm của mình thấy được con mắt này, phải không? Thì con mắt là cảnh bị thấy. Nè, bây giờ bình thường á, con mắt của mình á, phải không? Là kia bằng nhãn thức này, là cái con mắt này là năng thấy. Các vị có biết chữ năng sở trong nhà Phật không? Thì con mắt này là năng thấy. Thấy cái bông này là sở thấy, là cái chỗ sở thấy, cái vật sở thấy. Thì cái này á, là thể chủ động, cái này là bị động. Nhưng bây giờ con mắt, cái tâm thấy con mắt thì con mắt nó trở thành là sở thấy, là cái chỗ để cái tâm thấy, nhưng mà nó lại là ở thể năng thấy. Cho nên làm thì nếu mà cái tâm thấy được con mắt thì con mắt là cái năng thấy, nhưng bây giờ lại trở thành cái chỗ bị thấy, thì đâu có phải, đâu có đúng. Các vị nắm cái khúc này chưa? Thì đó, thì cái cảnh vật, thì cái thấy là cái chủ động, còn bây giờ cái nhãn thức là cái đó, thì cái năng và sở nó bị lộn xộn đảo ngược. Các vị nắm chỗ đó chưa? Phải không? Thì
thì bây giờ cái con mắt là cái là năng thấy cái vật bên ngoài, nhưng bây giờ là thì con cái tâm thấy được con mắt thì con mắt lại trở thành là cái cảnh vật để thấy. Thì cái thấy, cái năng và cái chủ động và cái bị động nó lại bị đảo lộn lộn xộn. Thì cái nào là thấy đây, cái nào là cảnh bị thấy đây, phải không? Nên Đức Phật giả thuyết là cái tâm thấy được con mắt đi, thì cái đó đâu có, nó không thành đó. Thì cái đó nó không thành, không có thành, thì con mắt lại trở thành lại thành lại là cái cảnh, cảnh bị thấy, thì nó không đúng, mà nó là cái để thấy, mà giờ nó trở thành cái cảnh bị thấy thì nó không đúng với thực tế, phải không? Nó mà cái bị thấy và cái thấy nó bị đảo lộn lộn xộn thành người đó, cho nên không thể nào là có cái nghĩa là tùy thấy được. Và tùy thấy là cái tâm á, cái tùy thấy ở đây là tùy theo cái duyên, tùy theo cái duyên bên ngoài để mà thấy. Cái nhân duyên, ví dụ như tôi thấy được cái bình này, cái tùy thấy ở đây có nghĩa là do mình có ra, cái thấy của mình có, cái nhãn thức nó phát sanh ra để thấy là do nhân và duyên. Nhân là mình có cái nhãn căn, phải không? Rồi có cái duyên, cái bình hoa bên ngoài. Hai cái nhân duyên này nó hòa hợp với nhau, hòa hợp với nhau, không bị cái sự ngăn cách. Cái này là ngăn cách nè, thì không thể thấy nè. Nhưng mà cái nhân duyên đó, nó đủ nhân duyên để hòa hợp và không có cái sự trở ngại gì hết, thì tôi thấy bình hoa. Thì cái này là gọi là tùy nhân duyên. Tùy thấy có nghĩa là tùy nhân duyên hòa hợp, không bị ngăn trở, thì tôi thấy bình hoa là cái tùy thấy là bình thường như vậy. Nhưng bây giờ lại là không như vậy, không phải là cái nhân duyên là cái tùy thấy nữa, mà cái tâm thấy được con mắt, con mắt nó trở thành cảnh bị cái bị thấy, thì không phải là cái theo cái thấy theo nhân duyên, tùy nhân duyên như vậy nữa, mà con mắt nó là cái căn để nó là cái nhân để mà thấy, mà bây giờ nó lại trở thành là làm cái bị thấy là cái duyên, thì nó không thành cái nghĩa là tùy thấy. Tùy ở đây là tùy nhân duyên, tùy theo nhân duyên hiện ra. Nếu cái duyên ở bên ngoài này là bình hoa thì là cái mà tôi có con mắt không hư, thì cái nhãn căn của tôi không hư, tức là cái nhân không hư, cái nhân nhãn căn không hư, gặp cái duyên bên ngoài là cái này thì tôi thấy, phải không? Là cái này đặt tên là bình hoa, thì nó là cái tùy thấy bình thường của con người mình. Gặp cái duyên là cái chú uống tròn tròn này, cái nhãn căn của tôi là cái nhân không hư, gặp cái hình dáng này thì tôi thấy theo cái hình dáng này, thì đó là cái tùy nhân duyên ở bên ngoài mà có cái sự thấy, thấy cái này thấy cái kia. Nhưng bây giờ lại là con mắt là cái làm nhân, mà bây giờ nó lại không phải, nó lại là làm cái duyên cho cái tâm thấy, giả dụ đó. Thì cho nên Đức Phật mới nói là nó không thể nào, nó là cái là không có thể, nó không có thuận theo cái chữ nghĩa là tùy thấy được. Tùy đây là tùy, tùy thuộc vào nhân duyên đó, phải không? Nhờ cho nên Đức Phật là báo như vậy, chắc chắn là cái tâm không thấy con mắt rồi. Mà để cho Ngài A Nan tâm phục khẩu phục đi, giả dụ cho là con mắt có thấy đi, thì Đức Phật cũng bác luôn là cái đó nó không đúng với cái tùy nhân duyên để thấy bình thường, phải không? Rồi cho nên Đức Phật mới kết luận là nếu mà nói tâm hay biết, cái tâm hay biết núp sau con mắt như con mắt núp sau cái chén luôn đi, theo cái chỗ mà ông A Nan nhận định á, thì cái đó là một điều vô lý, và Đức Phật không chấp nhận. Không chấp nhận là cái tâm mà của ông nó núp sau con mắt được. Rồi giờ mình qua cái đoạn là chấp nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài thân. Rồi bây giờ ông cũng, các vị để ý, từ cái số 1, từ cái chấp ta ở trong thân đến cái này đều là nhắm mắt mở mắt hết. Nhưng mà qua cái tiếp theo á, thì là cái suy nghĩ, là nó qua một cái này á, là nó ổng lấy năm thức trước, tức là lấy cái nhãn căn, anh lấy nhãn thức á để chấp á, là để đưa ra đó thôi. Thì cái đó để hồi tôi nói sau. Thì cái này, cái đoạn này là chấp nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân,
mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài thân. Thì cái ngài A Nan á, giờ còn cách nữa là mở nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong, mở mắt các vị thấy cái đoạn đó chưa? Thì bên này đoạn này á, cái ý nghĩa của cái phần tôi phân ra mỗi từng đoạn theo từng ý nghĩa, thì tôi phân ra cái đoạn đầu tiên là tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, giờ con lại nghĩ như vậy, trong thân thể con người tạng phủ ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Tạng phủ là tim gan phèo phổi của mình ở trong, khiếu huyệt là cái gì các vị biết không? À, mắt tài là khiếu, khiếu huyệt là cái lỗ khiếu đó, là lực ấy là chính cái lỗ là tạng. Thì khiếu huyệt thì sáng, nay con đối trước Phật mà mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong, nghĩa ấy có đúng chăng? Thì các vị thấy cái này thì ngài A Nan sợ rồi, bị bác bao nhiêu lần rồi, và cũng lần này thì hơi rụt rè một chút, mới hỏi ngài lại Đức Phật, con nghĩ như vậy thì biết có đúng hay không á. Để đó ngài không khẳng định như những lần trước nữa, mà cái này ngài bị bác nhiều quá rồi nên sợ rồi, nên mới nói là là đó. Thì cái đoạn này á, thì ý của đoạn này là ngài chấp cho, ngài nghĩ là tạng phủ nó nằm bên trong, cho nên nhắm mắt thấy tối cũng là cũng giống như ngài so sánh, cũng giống như là khi đồ đạc ở đây trong tủ bị che đậy tối thì không thấy được á, thì nó là ở trong tủ, còn như còn những cái mà ở nó nằm ở ngoài tủ hay là nằm bên ngoài mà mắt thấy sáng thì là thầy ngài cho là nằm bên ngoài, ngoài ở bên ngoài sáng á, thì ngài mới chấp là nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy ngoài. Cho nên á, còn phân đoạn thứ hai ha, cái tôi phân ra cái đoạn này là Phật bảo ngài A Nan, chính khi ông nhắm mắt thấy tối thì cảnh tôi bắt đầu Phật mới bác nè, bắt đầu Phật mới phân tích cho ngài A Nan thấy rõ cái chắc tâm của ông nó ở hai cái chỗ đó là không đúng nè. Thì Đức Phật cũng bảo là chính khi ông nhắm mắt thấy tối thì cái cảnh tối này nó đối trước mắt hay không đối trước mắt? Nếu đối trước mắt thì tối ở trước mắt làm sao mà thành ở trong thân? Đó, Đức Phật đưa ra cái. Giờ ông nói nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong chứ gì? Tức là nó nằm ở trong trong chứ gì? Thì Đức Phật mới hỏi, thì nếu thì Đức Phật lấy hai cái đối và không đối để mà bác cái suy nghĩ của ông A Nan, thì Đức Phật mới nói là Đức Phật hỏi đó, nếu cái tối đó nó đối trước mắt hay là không đối trước mắt thì cái này rõ ràng quá rồi, phải không? Nhắm mắt thấy tối thì đương nhiên cái tối nó phải đối trước mắt rồi, phải không? Mình cũng thấy, mình nhắm mắt mình thấy tối thì cái tối nó phải đối trước mắt thì mình mới là thấy tối được. Nhưng mà Đức Phật mới mà cũng hỏi lại thì ngài A Nan, thì cái tối đó nó đối trước mắt hay là không đối trước mắt? Thì cũng giống như cái gì mà mình thấy là phải đối trước mắt rồi thì mới gọi là thấy, còn nó không đối trước mắt làm sao là gọi là thấy được? Cho nên nếu thấy bình hoa cũng là cái bình hoa phải đối trước mắt mình mới thấy, cái tối mình thấy tối thì cái tối nó cũng phải đối trước mắt mình thì mới gọi là thấy được. Cho nên vậy nên nói thấy tối thì thấy ở là phía trước, tức là hả? Thì đó, cho nên Đức Phật mới hỏi là vậy nên nói thấy tối thì cái tối phải ở trước con mắt, nếu trước mắt tức là ở ngoài, chứ làm sao mà gọi là nó là ở trong được? Cái này dễ rồi phải không ạ? Mình cho qua ha. Rồi rõ ràng là có Đức Phật đưa ra cái đối trước mắt hay là không đối trước mắt để gạt cái để cho thấy, cho A Nan thấy là cái chắc của ngài A Nan là sai, thì chắc chắn cái tối phải đối trước mắt. Rồi cái đoạn tiếp theo này, nếu thật thấy tối là thấy ở bên trong thì khi vào trong nhà tối thì Đức Phật lại cũng là về vấn đề tối chứ chưa qua vấn đề sáng, đang nói về thấy tối là thấy trong thân thôi, thì cái đó Đức Phật hỏi đối trước mắt hay không đối trước mắt cũng để cho A Nan thấy là cái của ông nói là sai. Vấn đề thứ hai cũng về vấn đề tối mà Đức Phật thấy nói để cho ngài A Nan bỏ cái chấp là thấy tối là thấy trong thân đó,
Nếu thật thấy tối là thấy bên trong, thì khi vào trong nhà tối không có ánh sáng mặt trời mặt trăng hay đèn, thì vật dụng ở trong phòng tối đó là lục phủ ngũ tạng của ông hay sao? Là cái thứ hai mà Đức Phật đưa ra nữa. À, nếu ông nói thấy tối là thấy trong thân, thì ví dụ như ở phòng này bữa tối này tắt đèn hết, mình vô trong này thì bàn ghế mà mình vẫn mở mắt mà mình không thấy gì hết vì nó tối quá không thấy gì cả, thì bàn ghế này đều là ở trong thân ông hay sao? Các vị có chấp nhận cái lý luận của Đức Phật không ạ? Có thấy có hợp lý không ạ? Thì rõ ràng nếu ông nói là thấy tối là thấy trong thân, hai cái Đức Phật đưa ra là cái tối đó đối trước hay không đối, à, là nếu đối thì là nó không ở trong thân, và nếu mà thấy tối là thấy bên trong, thì khi nhắm mắt bữa tối nhắm mắt vô cái phòng tối thì tức là những cái đồ vật ở trong phòng này đều là của ở trong bụng ông, ở trong lục phủ ngũ tạng của ông hay sao? Thì Đức Phật mới hỏi như vậy, phải không? Hay sao thì đương nhiên rất không đúng rồi. Mà rất rồi Phật đưa ra cái một lần nữa, một phần nữa, nếu tối không đối trước mắt thì nếu tối không đối trước mắt là cái hồi nãy cũng là phần tối, mà phần tối hồi nãy thì Đức Phật nói là đối trước mắt, phải không? Còn bây giờ thì Đức Phật nói là cái tối không đối trước mắt. Được, các vị đừng nhầm lẫn nghe. Đó, rõ ràng mình phải phân tích nha. Cái hồi nãy là Đức Phật đưa ra cũng tối, nhưng mà tối đối trước mắt thì nó là ở ngoài thân. Còn nhắm mà còn cái đó phải không? Còn cái này thì là cái tối, nhưng mà tối không đối trước mắt. Đó, là cái trường hợp này Đức Phật là tối đó là không đối trước mắt. Thì ở đây nếu tối mà không đối trước mắt thì nghĩa thấy không thành. Rõ ràng đã thấy dù thấy cái tối thì cái tối đó cũng phải ở trước mắt thì mới thành nghĩa tối được, à, nghĩa thấy được. Còn nếu thấy tối mà cái tối đó không đối trước mắt thì nghĩa thấy không thành. Thì Đức Phật lại đưa ra. Rồi các vị thấy cái đoạn này chấp nhận chứ hả? Đó, rõ ràng thì Đức Phật mới rồi ra là bác hết đối trước mắt hay không đối trước mắt, thì bác hết là thấy tối là thấy trong thân, cái nghĩa không thành là của ổng là không đúng rồi. Nếu bỏ qua cái thấy ở bên ngoài đoạn 4 này mà cho rằng con mắt xoay, tức là đây Đức Phật đang nói cho mình, cho ngài A Nan với cho mọi người biết, tức là lấy con mắt bình thường để nói chuyện, tức là thấy lấy mắt hướng ra con mắt bình thường để dùng. Nhưng mà bây giờ Phật giả định là không phải là con mắt để nhìn ra ngoài để mà thấy, nhưng mà coi như là nói là con mắt xoay vô trong, con mắt này nè xoay vô trong được đi, xoay trở ngược vô trong để vào bên trong nên thấy tối. Thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân, vậy khi mở mắt thấy sáng sao không thấy được cái mặt? Cái này nó rõ ràng phải không? Rõ ràng như Đức Phật hồi nãy những cái ở trên thì Đức Phật phân tích cho mình là dùng con mắt bình thường của mình, tức là con mắt này không thể nào xoay vô trong được, mà nó thấy là nó phải xoay ra ngoài để nó thấy. Thì những cái là thấy đối trước mắt, không đối trước mắt, rồi như đó tối ở trong nhà tối, phải không? Là điều là không đúng hết. Rồi bây giờ Đức Phật đưa ra cái giả định là con mắt này nó xoay lại được vô trong, nó không nhìn ra ngoài mà nó xoay vô trong. Thì khi nó xoay vô trong để nó thấy tối ở bên trong thân mình là thấy bên trong, thì khi nó xoay ở ngoài thì nó xoay ra ngoài, thì khi ở trong mà xoay ra ngoài thì nó phải thấy cái mặt của mình chứ. Các vị nóng lên đó, à, mà lại không thấy. Cho nên dù con mắt này nó có xoay được thì cái nghĩa của ông cũng không đúng rồi. Giả dụ như con mắt của mình nó có cái thần thông, có cái gì đó mà nó xoay chuyển được, xoay trong nhìn trong rồi xoay ra ngoài, thì nó phải khi xoay ra ngoài để thấy cái cảnh vật bên ngoài thì nó phải thấy cái mặt mình trước, vì nó xoay mà. Nhưng mà không thấy cái mặt thì không được, à, không đúng rồi. Cái của ổng đưa ra cái tâm là thấy tối là thấy trong, thấy sáng là thấy ngoài, không đúng, phải không? Lý luận của Đức Phật đưa ra để rồi cái còn tiếp theo là nếu thấy được mặt, rồi Đức Phật lại giả dụ là nếu thấy được mặt, mà hồi nãy là chắc chắn là không thấy được mặt rồi, là cái chuyện đó là cái chuyện thực tế bên ngoài, nhưng mà Đức Phật muốn cho
mình thấy rõ ràng, nên Đức Phật mới giả dụ này, nếu thấy được mặt thì tâm hay biết này và con mắt nó phải ở ngoài hay không. Nếu muốn thấy được cái mặt của mình, tại vì nó xoay ra là đã không thấy rồi, mà giờ bây giờ muốn cho nó thấy được cái mặt á, thì cái tâm với lại con mắt là ở phải ở ngoài, thì khi ở ngoài nó nhìn vô thì nó mới thấy được. Chứ các như khi các vị ở ngoài thôi, tôi nhìn tôi mới thấy các vị được, tôi ở ngoài các vị thì các vị nhìn tôi mới thấy tôi được, phải không? Thì khi nếu muốn thấy được mặt mình á, thì con mắt với cái tâm đó phải ở ngoài hay không, thì nó mới thấy được cái mặt của cái người đó, phải không? Như con mắt của tôi phải đem ra tôi bỏ nó ở ngoài hay không, cái tâm tôi bỏ ngoài hay không, thì tôi mới thấy được cái mặt của tôi. Đức Phật đưa ra cái giả định như này, ở ngoài thì ở ngoài thân thì nhìn ngược trở vô, thì cái tâm thì với con mắt ở ngoài hay không thì hai cái không dính líu gì nhau hết. Thì Đức Phật mới nói phải không, phải ở ngoài hư không, thì nếu tâm rồi lên Đức Phật mới nói là nếu tâm và con mắt ở ngoài hư không thì tất nhiên không phải là thể chất của ông. Nó ở ngoài hư không thì nó đâu có ở trong thân ông, thì đâu nó có phải là cái vật của ông đâu, là nó trở thành là cái vật ở bên ngoài rồi, nó không phải là ông rồi. Rồi là nó không phải là ông rồi thì đâu có gọi là ông thấy được ở bên trong. Điểm thứ nhất Đức Phật đưa ra. Điểm thứ hai nữa là nếu ở ngoài mà con mắt của ông đưa ra ở ngoài để thấy ông thì gọi là mà con mắt đó là của ông á, là cái tâm đó của ông á, thì những người khác cùng thấy ông Anang thì cái người khác đó cũng là ông Anang luôn hay sao? Cái chỗ này các vị dễ hiểu hả? Không có gì phải thắc mắc. Thì đó, thì như vậy thì ngài Đức Phật mới ví là ví dụ như bây giờ Như Lai thấy mặt ông Anang này thì Như Lai cũng là ông Anang luôn hay sao? Cái chỗ này không có gì phải khó, phải không? Mà lý luận này các vị cũng thấy chấp nhận được, phải không? Nó cũng hợp lý chứ đâu phải không hợp lý, phải không? Thì rõ ràng thì rồi cái chỗ này thì không đúng. Tất cả Đức Phật đưa ra những cái biện luận lý luận như vậy để cho thấy ngài A Nan không đúng. Và như thế thì khi mắt ông đã biết thì thân ông lẽ ra không biết. Nếu ông chấp rằng thân và mắt đều biết thì không phải có hai, thì ông phải có hai cái biết. Tức là tiếp theo cái mà mắt và tâm của ông là ở ngoài hư không đó, thì Đức Phật mới nói nếu nó ở ngoài hư không á thì thân ông biết, thì lẽ ra tâm ông biết, vì cái tâm nó đang ở ngoài hư không mà, phải không? Thì lẽ ra nếu mà thân ông á, tâm mắt ông đã biết thì thân ông lẽ ra là không biết. Nếu ông chắc rằng thân và mắt đều biết thì ông phải có hai cái biết. Nếu nó nằm ở ngoài hư không thì tức là thân ông sẽ thành, khi mà tu tập đã có hai cái biết khác nhau như vậy rồi thì tu tập thành Phật thì sẽ thành ra hai ông Phật. Cái chỗ này các vị có chấp nhận được không ạ? Có gì có khó hay là không chấp nhận không? Không, cứ nói thật đi. Dễ mà, chấp nhận được không ạ? Lý luận của Phật nói như vậy các vị chấp nhận không được không? Cho nên cuối cùng Đức Phật mới kết luận là nên rằng nhắm mắt mà thấy tối là thấy bên trong, như ngài A Nan nói lấy trong thân mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài thân, điều đó là vô lý không đúng. Và cái tâm đó không phải là cái tâm mà Đức Phật muốn hỏi. Rồi qua cái đoạn mà chấp tâm hợp với chỗ nào liền có ở chỗ đó, thì qua cái đoạn này nè, cái đoạn đầu tiên, Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy tới chúng, do tâm sanh nên các thứ pháp sanh, do pháp sanh nên các thứ tâm sanh. Nay con suy nghĩ thì cái thể suy nghĩ ấy chính là tâm của con, tùy chỗ hòa hợp tâm theo đó mà có, chứ không phải ở trong ở ngoài. Thì Đức Phật ở trong này á, các vị thấy là không phải ở trong ở ngoài và ở chằng giữa, phải không? Có một cái chữ là ở chằng giữa, nhưng theo thì các kinh khác, nhưng tôi ở của tôi để ở chẳng nhớ, tôi để trong ngoặc theo tôi, không phải các vị đừng có sửa trong kinh. Tôi chỉ nói theo ý của tôi thôi, là tại vì
thật sự ra ở chặng giữa thì sau cái này Đức A Nan mới chấp tâm ở chặng giữa. Cái chỗ này Ngài A Nan chưa nói ở chặng giữa, cho nên không thể ở trong, không phải ở trong ở ngoài, là vì Ngài A Nan đã chấp ở trong ở ngoài là có ở trên rồi. Còn cái ở chặng giữa này á, thì tôi thấy tôi ở trong hoặc, tức là ở chỗ này theo tôi á, thì chưa có đề cập nó tới, là tại vì Ngài đâu có, chưa có chấp cái tâm nó ở chặng giữa. Phải sau cái này thì Đức Phật bác cái này rồi Ngài A Nan mới tắt ở chặng giữa. Nắm ý tôi nói không? Cho nên cái đoạn này á, thì không, nếu theo cái mà bác mà từ trước giờ Ngài A Nan trình bày về cái tâm thì Ngài mới ở trong ở ngoài núp sau con mắt thôi, với lại thấy sáng là thấy trong, thấy tối thấy trong thôi. Còn ở chặng giữa là sau cái này Ngài mới cho tâm ở chặng giữa. Cho nên cái này tôi để trong ngoặc. Trong ngoặc có nghĩa là mình cứ để đó thôi, chút xíu sau khi cái phần này xong thì mới Ngài A Nan mới đưa ra là tắt chấp tâm ở chặng giữa, phải không ạ? Cho nên nếu nói ở chặng giữa ở đây thì nó không ở ngoài, mà đây là cái chỗ của Ngài A Nan thưa Phật, của Ngài chấp mà. Mà cái này Ngài chưa có đề cập tới cái gì là tâm ở chặng giữa hết. À, cho nên tôi, của tôi thì tôi để ở chặng giữa, tôi để ở trong ngoặc. Trong ngoặc là chưa đề cập tới nơi. Nên thì như các vị theo cái đoạn vừa rồi á, thì Tôn giả A Nan bạch Phật á, được trước nhờ thì Ngài A Nan điểm thứ nhất tôi lưu ý cho quý vị ở cái đoạn này là từ trước giờ Ngài A Nan nói thẳng ra cái ý kiến của mình, cái suy nghĩ của mình. Còn cái đoạn này thì Ngài A Nan dựa theo những giáo lý của Đức Phật mà Ngài đã nghe để Ngài đưa ra cái tình chấp, cái chấp tâm của Ngài ở đâu. Thì ở đây Ngài đưa ra là Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, con nghe Phật thường dạy tứ chúng là do tâm sinh nên các thứ pháp ra. Tức là cái bước này là bước Ngài A Nan lấy, các vị có thấy là từ thấp tới cao không? Ngài A Nan lấy giáo lý của Đức Phật ra để nói lên cái chỗ chấp của mình dựa theo giáo lý của Phật. Còn những cái đó thì những cái ở trước như tôi nói đó, mà Ngài đại diện cho phàm phu mình chưa biết gì hết, nói tâm ở trong, tâm ở ngoài là những cái mình chưa biết Phật pháp gì hết, mà nói là tim tôi đau, tim tôi, phải không, là những cái đó là mình chưa biết Phật pháp. Thì mình cứ suy nghĩ cái người chưa biết Phật pháp mà họ về, người tri thức mà họ giỏi đó, họ nói về cái thông minh thì họ nói như bữa trước tôi thưa quý vị, ở trong, tức là họ nghĩ là trong não. Còn người tình cảm thì họ nói là ở trong tim đó. Tức là những phàm phu chay như người không chưa học Phật pháp, thì Ngài đưa ra những cái gì, những cái biểu, tức là đại diện cho những người còn tới bây giờ là đã bước lên một bước là có biết Phật pháp rồi, thì lấy cái Phật pháp, biết cái Phật pháp để chắc cái tâm nó nằm ở đâu, theo cái Phật pháp, trong lời Phật pháp dạy, của Đức Phật dạy. Nhưng mà Phật pháp của Đức Phật dạy thì nó có từng cấp bậc, nó có từng, ví dụ như là giáo lý thuộc về tướng hay vô tướng, hay là về tướng hay là tánh, nó khác nhau. Giáo lý của Đức Phật cũng có từng cấp, từ thấp lên cao, chứ không phải là một vậy thôi. Nhưng mà Ngài chỗ này thì Đức Phật muốn hỏi cái tánh, nhưng mà Đức A Nan lại lấy cái giáo lý mà bình thường Ngài dạy cho những người để là quá về, tức là tâm do duyên sanh đó. Tâm do duyên sanh thì cái tâm bình thường là Đức Phật vì duyên sanh nên vọng tưởng, thì Đức, cho nên đó, Ngài A Nan lấy cái tâm đó để nói, là điểm thứ nhất ha, là bắt đầu tiến bước của cái đoạn này. Tôi muốn lưu ý quý vị điểm thứ nhất là Đức A Nan đã bước lên một bước nữa, lấy giáo lý để nói lên cái chấp của mình. Điểm thứ hai là các vị hồi nãy tôi nói, giờ tôi nói tiếp là những cái trước Ngài toàn tâm núp sau con mắt, thấy tức là dùng cái nhãn thức để biểu đạt cái chấp của mình. Nhưng qua đây Ngài đó, dùng cái nhãn thức, mà cái nhãn thức là cái gì? Nó đại diện cho năm thức trước, tức là đại diện cho nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, phải không? Là năm cái đó, cho nên mấy cái trước là toàn núp sau con mắt, ở trong ở ngoài, là Ngài dùng cái nhãn thức để đưa ra cái suy nghĩ của mình là nó núp sau con mắt, hay là nó ở trong, hay là nó ở ngoài, thường là cái thấy thôi.
thấy thôi. Còn bây giờ ngài bắt đầu ngài dùng cái ý thức nè, là con nay con suy nghĩ thì cái thể suy nghĩ ấy, cái suy nghĩ là nó thuộc về ý thức rồi, phải không? Thì bắt đầu bây giờ ngài chắc cái suy nghĩ, cái tư tưởng của ngài đó là nó lại qua một cái ý thức, qua một cái thức khác, qua một cái khác, thì tôi phải không? À, là cái hai điểm này là các vị thấy đó rõ ràng, cái này là ngài lấy cái suy nghĩ. Thì cái đoạn này có một cái câu là do tâm sanh nên các thứ pháp sanh, do pháp sanh nên các thứ tâm sanh. Thì muốn tôi sẽ nói cho quý vị cái ý nghĩa này, nhưng mà trong này có từ pháp thì các vị có hiểu cái từ pháp chưa? Hả? Từ pháp, pháp là gì? Tất cả mọi vật ha. Từ pháp là chỉ cho tất cả, là nó phiên âm ra là đạt ma, phải không? Mà chỉ tất cả mọi vật, mà thật sự ra mà nói thì nó chỉ tất cả mọi vật. Tu chứng cũng là từ pháp, nhưng mà theo duy thức nó có rất nhiều cái từ để định nghĩa về từ pháp, nhưng mà từ thông dụng nhất mà như các vị nói đó là chỉ tất cả mọi vật đó, thì theo duy thức Bách Pháp Minh Môn Luận định nghĩa chữ pháp là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Các vị học chưa? Học rồi đó, là có nghĩa là tất cả vạn vật vạn sự đều có đặc tính riêng của nó, mà nó giữ những cái khuôn khổ, những cái đặc tính riêng của nó, khiến cho cái người khác nhìn vô nó là biết nó là cái gì. Đó là cái câu chữ pháp ha. À, nhậm trì tự tánh quỷ sinh vật giải. À, rồi cái này rồi, để rồi do tâm sanh nên các thứ pháp sanh. Thì giờ bây giờ tôi giải thích cái câu là do tâm sanh nên các thứ pháp sanh, các vị cũng biết câu này chưa? Do tâm sanh nên các thứ pháp sanh. Ví dụ á, tôi có một ví dụ như vậy nè. Khi cái tâm mình khởi lên một cái điều gì thì tất cả một loạt những cái pháp nó hiện ra, và nó hiện ra một loạt những cái pháp khác nó hiện ra. Ví dụ như là khi các vị mới cái tâm các vị khởi lên cái chuyện làm bánh đi, thì một loạt cái pháp nó tiếp tục nó hiện ra, một loạt pháp khác đi mua, đi chợ này, mua bột, mua đường, đi làm bánh, rồi khuôn, tất cả một loạt nó hiện ra những cái pháp, sau đó nó sẽ hiện ra một loạt luôn, phải không? Thì do một cái tâm sanh ra thôi, thì các cái pháp, tức là những cái hành động tiếp theo rồi là cũng là pháp, rồi vật dụng các vị dùng cũng là pháp, một loạt cái pháp đó nó hiện ra. Thì để kể câu chuyện cho nó vui, thì như có một cái ông hàng xóm, ông mất một con gà, xong rồi thường á, ông mất con gà mà thường ở gần cạnh nhà ông á, thì là có một đứa bé nó hay qua chơi. Thì trước khi bình thường nó qua chơi thì ông không có cái gì về nó hết, ông không có suy nghĩ nhận xét gì về nó hết. Nhưng khi ông mất con gà rồi á, thì ông cứ nghi, thì có cái thằng bé này nó qua nhà mình thường xuyên thôi, ngoài ra không có ai hết, mất con gà này thì chỉ có nó lấy thôi. Thì khi trong tâm ông đã nghĩ ra, ông đã khởi ra một cái tâm niệm là nó lấy con gà của ông, thì bắt đầu ông mới nhìn nó, cái tướng đi gian xảo, cái mặt mắt lắm là lắm đét. Rồi ông đánh giá nó đủ thứ, thằng này sau lớn lên chắc không làm gì được, đi cứ đi ăn trộm người ta. Thì cả một loạt ý nghĩ xấu xa về cái thằng bé nó hiện trong đầu ông hết, nó hiện trong đầu ông hết ấy. Rồi coi như là canh chừng, rồi dòm nó, canh chừng nó, qua chơi là canh chừng dòm nó là tất cả một cái loạt tư tưởng xấu, và những có những hành động phòng hờ nó lấy đồ, nó hiện ra một loạt luôn. Nhưng mà một thời gian sau thì ông mới biết là con gà của nhà ông là chạy qua một cái nhà, đi sổ chuồng rồi chạy ra khỏi cái sân vườn nhà ông, đi tới nhà, bay lộn vô nhà người khác, thì nhà người khác là
có một con chó, thì con chó nó chụp con gà, nó vật con gà, nó chết. Rồi ông biết được cái sự thật là con gà không do cái đứa bé này lấy, mà do con chó nó chụp, nó vật con gà, nó chết. Thì tự nhiên lúc đó lại ông lại xoay cái suy nghĩ lại, cái thằng này không phải đến nỗi, tức là suy nghĩ lại ông thay đổi hết, và ông thay đổi cách cư xử, thay đổi hết đối với thằng bé này, thằng bé này là tốt, thằng bé này là như thế này thế nọ, nó xoay chiều lại hết. Thì rõ ràng cho một cái tâm sanh thì các pháp nó sanh ra một loạt, mà khi mà đó là do pháp sanh rồi, phải không? Rồi do một pháp sanh nên các thứ tâm sanh, là cũng giống như một pháp, có nghĩa là nó ngược lại thì một pháp tức là mình thấy, ví dụ như người ta thấy một cái người đi ngang đi, một là cái pháp đó là sanh đó, một cái pháp sanh, nhưng mà cái tùy theo nghề nghiệp của mỗi người. Đây tôi ví dụ tùy theo nghề nghiệp, ví dụ có một cô gái họ đi ngang đi, thì cái người đó mà nghề nghiệp là tất cả do một pháp sanh nên các thứ tâm sanh, không phải tâm sanh của một người, mà trong một cái, ví dụ như người ta sẽ đánh giá cô này như thế này thế nọ, bao nhiêu đủ thứ những cái chuyện, cái tâm để mà nhận xét về cô này bao nhiêu thứ, rồi trong cái số người ở xung quanh mà thấy cái cô gái đó thì người ta cũng nghĩ cái người theo nghề nghiệp của người ta cái người á mà họ làm thợ may áo quần thì họ nói cái cô này là may mặc đồ này nó đẹp, màu này đẹp như thế này. Còn cái người mà làm về tóc tai thì họ sẽ nói cô này thì hợp với cái loại tóc này tóc kia. Còn cái người á mà làm về móng tay thì họ lại nghĩ về móng tay. Thì chỉ một pháp hiện ra thôi thì bao nhiêu cái tâm nó sanh ra một loạt, đẹp xấu có, lành tốt có, thì đó rõ ràng thì cái câu là do một pháp sanh nên các thứ tâm nó sanh, phải không? Đó, cái tâm của mình nó phóng ghê dữ vậy đó. Tôi nghĩ nhiều chuyện như là tùy rồi, còn cái câu là tùy chỗ hòa hợp tâm theo đó mà có, thì cái câu này có nghĩa là có nghĩa là tâm của mình đang dùng nè, đang hiện tại, ngài A Nan nói đúng chứ phải ngài A Nan nói không đúng, ngài A Nan nói đúng, nhưng mà Đức Phật không phải hỏi, như tôi đã lặp lại với quý vị nhiều lần và lần nữa, Đức Phật không phải hỏi cái vọng tâm, mà ngài muốn hỏi ngài A Nan cái chân tâm cho mình. Cho nên tâm tùy hợp xứ là tâm tùy, có nhân duyên hòa hợp chỗ nào thì cái tâm nó liền có, nó liền phát sanh lúc đó. Nếu nhân duyên tan rã thì tâm liền diệt mất. Cho nên Đức Phật không muốn hỏi cái tâm đó, vì từ trước giờ mình đã chắc cái tâm đó là mình rồi. Cho nên Đức Phật không muốn hỏi cái tâm đó, mà Đức Phật muốn hỏi cái tâm khác. Thì cái tâm hòa hợp chỗ nào, tùy theo chỗ hòa hợp mà tâm đó, theo đó mà có. Ví dụ như là cái tâm hòa hợp là nhân duyên hòa hợp mà có tâm của mình. Ví dụ như là khi cái nhân là mình á, nghe cái nhân là nghe có bên Việt Nam mình nghe tin là có một cái người quen thân gì đó bệnh, thì mình cái duyên ở bên ngoài là mình nghe cái âm thanh đó, phải không? Rồi mà nguyên nhân là cái người đó là thân, là người bà con, thì khi đó mình mới khởi ra buồn lo suy nghĩ có qua khỏi hay không, thì phải cái tâm mà mình buồn lo suy nghĩ người đó có nặng hay không hay như thế nào thì nó một cái tâm nó sanh lên, là cái tâm sanh lên là vì nhân và duyên, có nhân duyên, duyên ở bên ngoài là có một người thân ở Việt Nam, rồi cái có bị gặp mà bị bệnh ví dụ vậy, rồi có người cái duyên nữa là có người cho mình biết cái tin đó, nhân là vì ruột thịt hay là bà con dòng họ với mình, thì những cái tâm rồi khi đó mới khởi lên cái tâm nhân duyên hòa hợp đầy đủ rồi, thì cái tâm lo mừng lo buồn sợ sệt suy nghĩ đủ thứ nó hiện lên, thì cái tâm đó có phải là tùy theo nhân duyên hòa hợp, đây là nhân duyên thì mới khởi lên những cái tâm đó hay không, phải không? Thì nó khởi lên cái tâm đó thì cái tâm đó là những cái suy tưởng, rồi khi nếu cái tâm đó là nó thật là của mình thì khi rồi nghe ra một cái tin khác nữa
Vài ngày sau thì nghe tin khác nữa, bác sĩ nói là không sao, bây giờ có thuốc rồi, chữa là lành. Thì tự nhiên cái tâm mừng vui hớn hở nó lại trỗi lên. Nếu cái tâm thật buồn là của mình thì có nghe cái tâm ở cái tin vui thì nó cũng không diệt mất. Thứ nhất là nó không diệt, nó thật thì nó phải tồn tại hoài, nó không mất. Mà đây á thì nó là diệt mất. Nghe một cái tin khác vui hơn thì nó diệt mất. Thì những cái tâm do nhân duyên hòa hợp mà có sanh lên rồi nhân duyên hết tan rã thì nó diệt mất. Thì những cái tâm đó không thật, chỉ là tâm do duyên sanh thôi, thì là nó là vọng tâm tùy duyên, thì không, nó không thật. Đó là cái tâm hòa hợp mà ngài A Nan nói đó, phải không? Thì ngài A Nan nhận cái thể suy tưởng ấy là tâm tán của con, cái nhận thức hiểu biết ấy vẫn là ta, thì Đức Phật nói đó chỉ là cái vọng thức ở bên ngoài, cho nó không thật, mà là nhận lầm cái là cái tánh thể của con, cho nên Đức Phật không chịu, không chấp nhận cái đó là cái tâm tánh của ngài A Nan, mà cái đó chỉ là cái vọng thức, nó tùy duyên nó hợp, và tùy duyên hòa hợp thì nó sanh, tùy duyên thì tan rã thì nó diệt thôi. Cho nên Đức Phật không chấp nhận cái tâm đó, mà ngài A Nan lại chấp cái tâm đó là cái tâm của con. Thì cái tâm của Đức Phật muốn chỉ ra cho các vị thì sau phần này là 10 lần chỉ phần kiến tánh sẽ có. Nhưng mà ở đây tôi kể ra một câu chuyện để quý vị thấy rõ là cái mà Đức Phật yêu cầu A Nan phải chỉ ra được không phải cái tâm đó. Thì các vị biết ngài A Nan Lục Đà chứ gì, có biết không, có nghe chưa? Ngài A Nan Lục Đà, các vị biết không? Không biết. Ngài A Nan Lục Đà là một người rất là bị cái bệnh hôn trầm, tức là buồn ngủ dữ lắm. Cho nên khi những cái buổi mà ngài dự Đức Phật thuyết pháp á, thì ngài đều ngủ gật, ngủ hoài luôn. Thì ngài mới cảm thấy là rồi Đức Phật cũng của ngài A Nan Lục Đà là sao ông cứ nghe pháp hoặc là ông cứ ngủ hoài vậy. Cho nên cũng bị Đức Phật quở chứ không phải là không. Rồi vì ngài mới khởi lên quyết tâm là mình phải chiến thắng cái cơn ngủ này. Cho nên 7 ngày, 7 đêm ngài thức trắng không ngủ, trợn mắt lên và cố để không có ngủ. Thì vì cái giấc ngủ là cái thức ăn để nuôi dưỡng con mắt. Nhưng mà bây giờ ngài không ngủ mà để cho nó quá sức như vậy, cho nên ngài bị mù. Cho khi mà ngài bị mù thì Đức Phật mới dạy cho ngài cái pháp môn tu, thì đó là pháp môn kim cang chiếu minh tam muội. Thì khi Đức Phật dạy cho ngài cái pháp môn thiền định kim cang chiếu minh tam muội thì ngài coi như ra sức thiền định và ngài đã chứng quả. Ngài chứng quả thì khi ngài chứng quả thì ngài được một cái nhãn thông đệ nhất đó. Thì khi mà mắt đã mù rồi, nhưng mà trong kinh diễn tả là ngài thấy các vạn vật và thấy cả tam thiên đại thiên thế giới như là thấy một cái vật gì mà để trong thân và để trên tay ngài như vậy. Thì cái thấy tức là cái tâm của mình, cái thấy cũng là cái tâm vương đó. Thì ở đây thì tôi kể ra như vậy để quý vị thấy rõ ràng cái thấy của ngài A Nan Lục Đà không phải là cái thấy bằng mắt, cái do là cái nhãn thức là do nhân duyên mà sanh, mà ngài thấy bằng cái tánh thể tánh của ngài. Khi đã ngài để hội nhập được cái thể tánh rồi thì ngài thấy bằng cái thể tánh. Phải không? Phải thần thông là một cái gì nó giống như kiểu như là thì có thần thông, nhưng mà cái người đó họ trở về cái thể tánh thì họ mới được cái thần thông. Mà ngài rõ ràng là ngài A Nan Lục Đà không thấy, khi mà đã mù và đã chứng quả, thiền định chứng quả rồi thì ngài không thấy bằng con mắt bình thường như mình nữa, phải có nhân là căn mắt không hư vật ở ngoài và đủ ánh sáng không bị che thì mới mình thì thấy như vậy. Nhưng bây giờ ngài đã mù, căn mắt đã hư, đâu có thấy gì nữa đâu. Nhưng mà trong kinh nói là ngài được thiên nhãn thông và ngài thấy cả tam thiên đại thiên thế giới như thấy một cái vật gì để trên tay của ngài. Thì rõ ràng ngài thấy bằng cái gì?
À, rõ ràng không thấy, thấy bằng cái không phải cái thấy của mình. À, cho nên cái qua câu chuyện này để là để cho tôi cho các vị biết là cái thấy hoặc là cái tâm mà ngài A Nan nói cái suy nghĩ là cái nhân duyên sanh, do có căn ở bên trong và cái duyên ở bên ngoài thì mới sanh ra cái suy nghĩ, có được cái ý thức, tức là cái não mình không hư đó, cái căn của cái não, cái ý thức là cái bộ não, thì rõ ràng phải cần nhân duyên hòa hợp thì mới có. Còn cái thấy mà Đức Phật muốn, cái tâm mà Đức Phật muốn hỏi, muốn A Nan, ngài A Nan chỉ ra, cũng như là cái thấy của ngài A Nan Đạt Đà, không cần con mắt hư vẫn thấy được, thì cái đó mới là chính là của mình, cái tâm thể của mình, đó là cái tâm thể của mình, phải không? Cho nên ngài A Nan chỉ không có ra, vì ngài chưa tu chứng mà ngài không ấy, cho nên ngài A Nan chỉ không ra. Rồi cái tiếp theo cái đoạn này hết giờ đồng mô Phật. Đúng rồi, nhưng mà vì tôi chưa nói là vì sao, vì chút xíu khi qua 10 phần kiến tinh á thì sẽ nói, nhưng tôi chỉ kể câu chuyện ra để cho quý vị biết được là Đức A Nan chỉ cái gì mà Đức Phật muốn hỏi cái gì, muốn anh có phải không? Vâng, xin còn có câu hỏi được thì giới thứ 19 là giới nào? À, chưa, tôi chưa nói nên hết giờ, giờ sau hả? Rồi, mô Phật. Dạ, mô Phật. Dạ, mời quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.